Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dialong Fitness. Thì ngày hôm nay đây là video clip hướng dẫn các bạn cách khởi động để tập ngực tối đa một cách hiệu quả nhất. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đến với những cái bài đó là xoay thẳng hai tay nha. Rồi, mình sẽ để ở đây mình hướng dẫn các bạn. Đây, các bạn sẽ phải đứng gì để mà cơ ngực của bạn á nó được kích thích tối đa trong quá trình mình đã tập luyện mà nó vô ngực nhiều nhất. Thì cái cơ bả vai và cái khớp chỗ này của bạn á nó còn phải được khởi động. Nên chúng ta sẽ xoay như thế này. Đó. Các bạn lưu ý là các bạn không có xoay hờ gì mà các bạn duỗi hết cánh tay ra là quay hết góc luôn. Rồi. Cảm nhận nguyên cái cục vai đúng nguyên, không? Nguyên cái bả vai nguyên trục nó nở ra. Nha. Rồi, bài này các bạn có thể xoay 10 lần. Rồi. Ok, chúng ta đến với bài số 2 thì để mỗi bên ngực cái khối cơ ngực của bạn á nó quen với cái việc mà nó duỗi thẳng hết ra thì nó mới có thể giúp bạn á khi xuống góc độ đẩy tối đa nó mới đẩy được cái góc tối đa các bạn giúp bạn phát triển cơ ngực tốt hơn. Thì các bạn phải quay từng bên như thế này. Đó. Quay từng bên như nè. Các bạn phải xoay cái hông của bạn một chút nha. Đó, quay từng bên. Đó. Nè, các bạn nhìn cơ ngực nè. Nó giãn ra tối đa ha. Xoay từng bên. Rồi tương tự là bên kia. Đó. Rồi, đây là cái bài số 3 nha. Bài đó các bạn sẽ tập 10 cái mỗi bên. Rồi. Trong một cái bài buổi tập ngực á, các bạn sẽ hay tập cái bài ép ngực với tạ đơn. Thì để mà khởi động đầu mũi luôn á, các bạn tập tay như thế này nó sẽ tác động khởi động cái phần ngực giữa của các bạn nhiều hơn. Mở ra đó, khi mở ra các bạn hơi di chuyển cái người xuống một chút đó, đơn giản ha. Rồi ok, cái đó thì các bạn làm 10 cái. Rồi chúng ta đến với động tác khởi động tiếp theo, đó là xoay vai với cánh tay thẳng, nghĩa là khi mà vô những cái động tác ví dụ như đẩy tạ đơn thì cái trục bả vai của bạn á nó còn phải linh hoạt để nó di chuyển rất là nhiều. Nên các bạn sẽ đứng gì, các bạn xoay, các bạn duỗi thẳng cánh tay ra cho nó vuông góc và các bạn xoay giữ người gì, xoay xoay để cái khớp vai của bạn á nó được khởi động cái trục khớp vai. Ok, bạn hiểu không? Rồi xoay như thế này, rồi các bạn xoay 10 vòng đến trước, bạn ngồi, các bạn xoay 10 vòng về sau nha. Rồi đến với động tác tiếp theo là chúng ta sẽ xoay trục vai với cái chai ngắn hoặc là cùng một cái bộ sợi dây đàn hồi. Thì nếu mà các bạn chỗ phòng tập của bạn á, các bạn có một cái cây gỗ mà nó dài gì, các bạn có thể cầm bạn đưa rộng nó ra. Còn không á, các bạn có thể mua cái dây ngũ sắc của Dialong Fitness á. Đó, bạn duỗi dài ra vậy nè. Bạn đưa ra sau. Như thế này. Này có cái tác dụng gì? Rồi. Ok. Câu hỏi đó là hai cái tác dụng như vậy, tại vì khi mà các bạn đẩy ngực á, bình thường á, cái bả vai phía sau của bạn, các bạn còn phải đưa ra phía sau và nó tùy vào cái ghế thì các bạn mới có đủ sức để các bạn đẩy nặng và cũng như cái ngực của bạn được kích thích để nó phát triển tối đa. Nên đây là động tác giúp cái bả vai của bạn đưa ra, tập cái bả vai của bạn nó đưa ra phía sau và khởi động tốt hơn. Rồi, động tác tiếp theo là chúng ta sẽ xoay khuỷu tay ép ngực với một cái bức tường hoặc bả vai. Thì các bạn kiếm một cái bức tường hoặc một cái khung máy như thế này, các bạn ép ngực vô. Cái lợi ích của bài tập này á là nó giãn cái phần cơ ngực. Rồi cái thứ hai là nó tác động vào nhóm cơ lưng và cái cơ bả vai ở phía sau, nó giãn ra. Như thế này nè, bạn giữ gì? Các bạn sẽ rất là dễ kích thích cái phần cơ ngực của bạn vậy. Thẳng lưng đúng không? Ừ, thẳng lưng lên, ép vô nè. Đó các bạn thấy cái phần cái khối lưng, cơ vai lưng ở phía sau của mình nó được tác động không? Nó giãn ra như thế này. Rồi, ép như vậy nó rất là đơn giản. Đó. Đó các bạn ép vậy thôi. Rồi, ok. Rồi. Tiếp theo là khởi động cái cổ tay. Khi các bạn lưu ý là khi các bạn đẩy ngực á, cái cổ tay của các bạn á nó cần phải giữ cứng và thẳng về các bạn đẩy, các bạn đỡ mất sức và nó giữ an toàn cho các bạn cầm nắm cái bức tạ nặng lớn như khi các bạn cầm tạ đơn. Và để khởi động này thì các bạn làm như thế này. 1 2 1 2 nhẹ nhàng với nó thôi. Ngón tay nó rất là yếu chứ không phải giống như bắp tay đâu. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Rồi, xoay tay ép vô gì. Dễ ha. Rồi, trong trường hợp mà nếu mà các bạn bị đau cái cổ tay thì các bạn hãy nên quấn cái hỗ trợ cái dây quấn cổ tay, nó sẽ hỗ trợ các bạn giữ cứng lực cái cổ tay. Rồi, buổi khởi động hôm nay đã tập ngực tối đa nó đến đây thôi. Rồi, chào tạm biệt, chúc các bạn tập tốt. Hãy lưu ý là nếu bạn muốn đẩy tạ nặng hơn, tác động vào ngực của các bạn nhiều hơn, các bạn cần phải khởi động những nhóm cơ liên quan của nó rất là kỹ và hãy cố gắng khởi động tập tốt. Chúc các bạn tập tốt và hoàn thành những bài tập tốt. Rồi, chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn tại RaLongFitness.com.